Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã tổ chức chương trình họp mặt những chặng đường đã qua, kỷ niệm 72 năm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2022 và 17 năm thành lập Hội cựu thanh niên xung phong thành phố 14 tháng 7 năm 2005, 14 tháng 7 2022. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công quả tiến đã anh dũng hy sinh để giành độc lập tự do cho Tổ quốc, đồng thời cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong. Qua 17 năm thành lập, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố hiện có một tổ chức hội cấp quận, 3 ban liên lạc cấp huyện và 11 ban liên lạc cấp xã với 244 hội viên đang sinh hoạt. Các cấp hội đã làm tốt nhiệm vụ là nhân chứng lịch sử, phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.